Mình là Trung, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Động. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với 5 mẹo sử dụng Galaxy S9 và S9 lớn tiếp theo nhé. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Đây là chiếc Samsung Galaxy S9 của mình, và mẹo đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là mẹo mang phím menu ứng dụng trở lại. Như các bạn cũng đã biết thì trên các máy Samsung họ đã lược bớt cái phím menu ứng dụng thường thấy trên các máy Android. Tuy nhiên mình sẽ đem nó trở lại ngay bây giờ. Đầu tiên các bạn nhấn vào mặt chính, vào cài đặt màn hình chờ. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái tính năng đó là phím ứng dụng. Các bạn bấm vào để hiển thị phím ứng dụng, bấm vào luôn. Quay trở lại màn hình chờ. Vậy là xong, mình vừa đem mang phím menu ứng dụng trở lại. Rất đơn giản đúng không nào? Và mẹo tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là mẹo giấu được cái thằng điều hướng. Như các bạn cũng đã biết thì S9 và S9 Plus có một màn hình tràn viền khá đẹp. Tuy nhiên, ba cái phím điều hướng này nó làm mất một phần không gian của ứng dụng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn giấu nó đi. Đầu tiên các bạn vào một ứng dụng bất kỳ, ở đây nó sẽ xuất hiện dấu chấm, các bạn double click vào đó thì một bản thông báo, các bạn nhấn OK. Đó, bây giờ nó sẽ bị mất rồi. Mở lại chỉ cần vuốt lên, bấm hai lần là nó sẽ hiện trở lại. Và mẹo thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chế độ làm tươi khiến màn hình sinh động hơn khi xem video hoặc là YouTube. Đầu tiên các bạn vào phần cài đặt, tìm cho mình cái tính năng nâng cao và kéo xuống dưới. Các bạn sẽ thấy một cái tính năng đó là nâng cao video, bật nó lên. Ngay bây giờ các bạn hãy thử cùng mình vào một video YouTube để xem nó có sự khác biệt nào không. Như các bạn cũng đã thấy thì giao diện của chiếc Galaxy S9 nó đã thay đổi, nó đã sắp xếp theo cái chế độ chụp ảnh theo phương nằm ngang này. Các bạn bấm vào phần cài đặt đây, kéo xuống dưới các bạn sẽ có phần sửa chế độ máy ảnh sau hoặc là máy ảnh trước. Đó, các bạn có thể thêm hoặc là xóa bớt bất kỳ tính năng nào nếu mà các bạn không sử dụng. Và mẹo cuối cùng là mẹo khá là hay nhưng mà thấy ít bạn nào biết, đó chính là mẹo xem cái danh sách menu đa nhiệm một cách dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần bấm vào nút đa nhiệm đây, các bạn có thể thấy là cái sách sắp xếp này khó nhìn một tí. Các bạn chỉ cần bấm vào cái nút ba chấm trên đây, chọn xem dạng danh sách đó, chiếc S9 sẽ sắp xếp các ứng dụng theo một dạng danh sách. Vậy sau hai video mình đã hướng dẫn các bạn 10 mẹo sử dụng Galaxy S9 và S9 Plus hiệu quả hơn. Các bạn còn mẹo nào hay đừng quên chia sẻ bên dưới video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.